Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 10. Chúng ta sang bài số 4, hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên. Bài học trước chúng ta đã học về cách biểu diễn dữ liệu văn bản trong máy tính. Bài học này chúng ta sẽ học về cách biểu diễn dữ liệu số trong máy tính nha. Biểu diễn dữ liệu số trong máy tính nó liên quan đến hệ nhị phân. Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ nhị phân trước. Sau đó chúng ta sẽ đi vào học cách biểu diễn số nguyên trong máy tính. Số nguyên là một trong các cái kiểu dữ liệu số ha. Nội dung bài học gồm có hai phần. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, phần 1, hệ nhị phân và biểu diễn số nguyên. Hệ nhị phân là gì? Chúng ta đã quen thuộc với cái hệ thập phân rồi. Hệ thập phân tức là cái hệ đếm mà có sử dụng 10 cái chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để biểu diễn các cái số của hệ đếm. Chúng ta lấy ví dụ nha, số 5, số 27, 106, 2458. Đây là các cái số của hệ thập phân bởi vì nó sử dụng các cái số trong 10 cái chữ số này. Thì để viết các cái số của hệ thập phân, chúng ta có thể thêm số 10 nhỏ nhỏ ở phía sau. Ví dụ số 5 của hệ thập phân, số 27 của hệ thập phân, số 106 của hệ thập phân, số 2458 của hệ thập phân. Đây là cách viết các cái số của hệ thập phân. Thế còn hệ nhị phân là hệ như thế nào? Hệ nhị phân cũng là một cái hệ đếm nhưng mà nó chỉ sử dụng hai cái chữ số là 0 và 1 để mà biểu diễn các cái số của hệ đếm. Tức là thay vì sử dụng 10 chữ số này, nó chỉ sử dụng hai chữ số thôi, là chữ số 0 và chữ số 1. 2 là nhị nha, còn 10 tức là thập. Chúng ta lấy ví dụ các cái số đếm của hệ nhị phân, ví dụ như là 011, 1010, 1101, 1001 chẳng hạn. Chúng ta thấy các cái số này nó chỉ sử dụng hai cái chữ số 01 thôi ha. Thì để viết các cái số của hệ nhị phân, chúng ta thường thêm cái số 2 nhỏ nhỏ ở phía sau. Đây. Số 011 của hệ nhị phân, số 1010 của hệ nhị phân, số 1101001 của hệ nhị phân. Thì đây là cách viết của hệ nhị phân. Hiểu một cách đơn giản thì hệ nhị phân là một cái hệ đếm mà chỉ sử dụng hai cái chữ số 01 để mà biểu diễn các cái số thôi. Thì đó chính là hệ nhị phân ha. Đổi biểu diễn số nguyên dương từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Chúng ta thường hay sử dụng cái hệ thập phân trong giao tiếp hàng ngày, nhưng mà máy tính thì lại sử dụng hệ nhị phân. Do đó chúng ta phải đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Thì cách đổi một cái số, ở đây là số nguyên dương nha, từ hệ thập phân sang hệ nhị phân, chúng ta sẽ làm như sau. Giả sử chúng ta có cái số 19 của hệ thập phân, chúng ta cần đổi sang hệ nhị phân. Thì cách làm là chúng ta sẽ chia liên tiếp cái số 19 này cho 2 và lấy cái số dư. Chúng ta thử nha. Đầu tiên chúng ta sẽ chia 19 này cho 2, thì kết quả sẽ được là 9 và dư 1. Tiếp tục chúng ta lấy kết quả là số 9 này, chúng ta lại chia cho 2, ra là 4 và dư 1. Chúng ta lại lấy kết quả là 4 này, chia tiếp cho 2, chúng ta được 2 và dư 0. Chúng ta lại lấy cái kết quả là 2 này, chia cho 2, được 1 và dư 0. Chúng ta tiếp tục lấy cái kết quả là 1 này, chia cho 2, và được 0, dư 1. Khi mà kết quả cuối cùng ra là số 0 này, thì chúng ta sẽ dừng lại. Và phần dư này là cái mà chúng ta cần tìm. Thì chúng ta sẽ tính từ dưới lên trên nha. Như vậy cái kết quả số 19 này ở hệ thập phân đổi ra hệ nhị phân, nó sẽ là các số 10011. Đây, 19 ở hệ thập phân sẽ trở thành 10011 ở hệ nhị phân. Và đây chính là cách chúng ta biểu diễn một số nguyên trong máy tính. Trong ví dụ này, số nguyên 19 được biểu diễn trong máy tính là 10011. Để đổi ngược lại từ hệ nhị phân sang hệ thập phân thì chúng ta sẽ làm như sau. Giả sử chúng ta có cái số là 1101 ở hệ nhị phân, thì để đổi sang hệ thập phân, chúng ta sẽ lấy tất cả các cái chữ số của số này, chúng ta nhân cho lũy thừa của 2, sau đó cộng kết quả lại. Thì cách nhân với lũy thừa của 2, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái chữ số phía bên phải, đầu tiên bên phải đây, số 1 này. Số 1 này chúng ta sẽ nhân cho 2 mũ 0 nha. Tiếp theo số 0 này chúng ta nhân cho 2 mũ 1. Số 1 này chúng ta nhân cho 2 mũ 2. Và số 1 này chúng ta nhân cho 2 mũ 3.
Như vậy kết quả của chúng ta là 1101, chúng ta sẽ bằng 1 đây, 1 đây nhân cho 2 mũ 3, cộng cho số 1 này nhân cho 2 mũ 2, cộng số 0 này nhân cho 2 mũ 1 và cộng cho số 1 này nhân cho 2 mũ 0. Kết quả là ra ở đây. Chúng ta cộng các cái kết quả này lại. Cuối cùng chúng ta sẽ có 1101 ở hệ nhị phân sẽ được là 13 ở hệ thập phân. Đây là cách chúng ta đổi một số từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. Biểu diễn số nguyên trong máy tính. Trong ví dụ vừa rồi thì chúng ta đã biết được cái cách biểu diễn một số nguyên trong máy tính. Tuy nhiên số nguyên thì nó sẽ có số nguyên có dấu và số nguyên không dấu, và cách biểu diễn thì nó sẽ khác nhau. Đối với số nguyên không dấu, ví dụ như là số 19 trong ví dụ ở trên, thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng các bit là 10011. Ở đây chúng ta cần là 5 bit. Tuy nhiên thì thường biểu diễn một số thì chúng ta sẽ dùng đơn vị là byte, 1 byte, 2 byte, 3 byte hoặc là 4 byte. Thì trong trường hợp số nguyên 19 này, chúng ta chỉ cần dùng 1 byte là đủ. 1 byte tức là 8 bit. Như vậy là ở đây chúng ta phải thêm vào 3 bit 0 ở phía bên trái để đủ 8 bit. Đây. Như vậy số nguyên 19 chúng ta sẽ biểu diễn là các cái bit 0001, 0011. Chúng ta lấy ví dụ khác nha. Ví dụ như chúng ta có số 620, đổi ra hệ nhị phân là chúng ta sẽ có các bit là 10011, 101, 100. Tổng cộng là 10 bit. Như vậy để biểu diễn cái số 620, chúng ta phải cần ít nhất là 2 byte. 2 byte tức là 16 bit. Như vậy là chúng ta phải thêm 6 bit vào 6 bit 0 vào phía bên tay trái của cái dãy bit này. Chúng ta sẽ có cái dãy bit là 0000, 0010, 0110, 1100. Đây là 16 bit hay là 2 byte biểu diễn cái số 620. Thì đây là cái cách chúng ta biểu diễn một cái số nguyên không dấu. Thế còn biểu diễn số nguyên có dấu thì chúng ta sẽ làm thế nào? Giả sử chúng ta muốn biểu diễn số nguyên dương 19, chúng ta sẽ tách ra dấu dương và số nguyên 19. Chúng ta biểu diễn riêng nha. Với dấu dương này, chúng ta sẽ biểu diễn bằng cái bit 0 và số nguyên 19 này đổi sang hệ nhị phân, chúng ta sẽ có là 10011 đây. 10011, chúng ta thêm hai cái bit 0 vào phía bên trái nữa. Chúng ta thêm 2 bit 0 để mà có tổng cộng là 7 bit. Và thêm cái bit dấu này nữa là thành 8 bit nha, là đủ 1 byte. Như vậy là gộp chung hai cái dãy bit này, chúng ta sẽ có cái dãy bit là 0001, 0011. Trong đó cái bit 0 nằm ở phía bên trái nhất này, nó biểu diễn cái dấu nha. Ở đây là dấu cộng. Thế còn số nguyên âm 19 thì chúng ta cũng biểu diễn tương tự. Trong đó cái dấu âm này chúng ta biểu diễn bằng cái bit 1 và số nguyên 19 này chúng ta sẽ biểu diễn giống như trên. Đó là dãy bit 001, 0011. Gộp chung lại chúng ta sẽ có đủ 8 bit là 10001, 0011. Trong đó cái bit 1 nằm ở phía bên trái nhất này nó biểu diễn cái dấu âm. Thì đây là cái phương pháp mã thuận, là một trong các cái phương pháp được dùng để biểu diễn cái số nguyên có dấu. Chúng ta còn có nhiều cái phương pháp khác nữa. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ giới thiệu sơ lược để mà biết cái cách biểu diễn một cái số nguyên có dấu thôi ha. Bài tập của phần 1 chúng ta có hai câu. Ở đây yêu cầu chúng ta đổi các số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và ngược lại nha. Kết quả như sau. Với câu 1, câu A, số 13 ở hệ thập phân đổi sang hệ nhị phân sẽ là 1101. Câu B, số 155 ở hệ thập phân đổi sang hệ nhị phân sẽ là 1001, 1011. Câu C, số 76 ở hệ thập phân đổi sang hệ nhị phân là 1001, 100. Câu 2, số 110011 ở hệ nhị phân đổi sang hệ thập phân là số 51. Câu B, 1001, 1011 ở hệ nhị phân đổi sang hệ thập phân là số 155. Câu C, 1001, 110 ở hệ nhị phân đổi sang hệ thập phân là số 78. Tiếp theo, chúng ta sang phần thứ hai của bài học, các phép tính số học trong hệ nhị phân. Phần A, bảng cộng và nhân trong hệ nhị phân.
Đây là cái bảng cộng và bảng nhân trong cái hệ đếm nhị phân. Chúng ta cùng xem nha. Với bảng cộng 0 cộng 0, chúng ta sẽ có kết quả là bằng 0. 0 cộng 1 sẽ ra kết quả là 1. 1 cộng 0 ra kết quả là 1. Và 1 cộng 1 sẽ cho kết quả là 10. Với bảng nhân, 0 nhân với 0 sẽ cho ra kết quả là 0. 0 nhân với 1 cũng ra là bằng 0. Và 1 nhân với 0 cũng ra kết quả là 0. 1 nhân với 1 sẽ cho ra kết quả là 1. Chúng ta ghi nhớ cái bảng cộng và bảng nhân này nhé. Phần B, cộng hai số nguyên không dấu. Để cộng hai số nguyên không dấu trong hệ nhị phân thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng cộng và bảng nhân này ha. Ví dụ chúng ta cộng hai cái số là 11011 và 11010. Thì cộng hai cái số trong hệ nhị phân, chúng ta làm tương tự như cách chúng ta cộng hai số trong hệ thập phân. Chúng ta bắt đầu nha. 1 cộng 0, đây 1 cộng 0 sẽ cho ra kết quả là 1. Chúng ta sẽ viết 1 xuống dưới này. 1 cộng 1, 1 cộng 1 sẽ bằng 10. Chúng ta viết 0 và nhớ 1 qua cột đây ha. 0 cộng 0 là bằng 0, cộng thêm 1 này nữa là sẽ bằng 1 nha. 1 cộng 1 bằng 10, chúng ta viết 0 và nhớ 1 qua cột này. 1 cộng 1 là bằng 10, cộng thêm 1 đây nữa là thành 11, chúng ta viết 11 ở đây. Như vậy kết quả của phép cộng này chúng ta sẽ có là 110101. Đây là kết quả của phép cộng hai cái số này. Hai cái số này là hai số nguyên không dấu nha. Phần C, nhân hai số nhị phân. Nhân hai số nhị phân chúng ta cũng sử dụng cái bảng cộng và nhân trong hệ nhị phân này nha. Giả sử chúng ta sẽ nhân hai số là số 1101 với số 101. Thì cách thực hiện phép nhân hai số trong hệ nhị phân chúng ta cũng làm tương tự như cách chúng ta thực hiện phép nhân trong cái hệ thập phân ha. Chúng ta cùng bắt đầu nha. 1 nhân cho 1 là bằng 1. 1 nhân 0 là bằng 0. 1 nhân 1 là bằng 1. 1 nhân 1 là bằng 1. Tiếp tục với số thứ hai. 0 nhân 1 là bằng 0. 0 nhân 0 là bằng 0. 0 nhân 1 bằng 0 và 0 nhân 1 bằng 0. Số thứ ba, 1 nhân 1 là bằng 1. 1 nhân 0 bằng 0. 1 nhân 1 bằng 1 và 1 nhân 1 bằng 1. Chúng ta sẽ thực hiện cộng các cái kết quả này lại ha. 1 chúng ta đưa xuống đây. 0 cộng 0 là bằng 0. 1 cộng 0 cộng 1 bằng 10. Chúng ta viết 0 và nhớ 1. 1 cộng 0 cộng 0 là bằng 1. Cộng thêm 1 nữa là bằng 10. Chúng ta viết 0 và nhớ 1. 0 cộng 1 bằng 1. Cộng thêm 1 nữa là bằng 10. Viết 0 và nhớ 1. 1 cộng với 1 là 10. Như vậy kết quả của phép nhân 1101 với 101 chúng ta sẽ được là 1000001. Bài tập của phần 2, hãy thực hiện các phép tính sau trong hệ nhị phân. Câu A là một bài toán cộng và câu B là một bài toán nhân. Và đây là kết quả của hai bài toán này. Kết quả của câu A 101101 cộng với 11001 sẽ cho ra kết quả là 10001110. Câu B 100111 nhân với 1011 sẽ cho ra kết quả là 11010101. Đây là kết quả của hai cái bài toán này. Tiếp tục chúng ta sang phần luyện tập. Trước khi đi vào các cái bài tập của phần luyện tập thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái quy trình thực hiện một cái phép tính trên máy tính nha. Giả sử chúng ta muốn máy tính thực hiện cái phép tính 2 cộng 3. Thì bước đầu tiên máy tính nó sẽ chuyển đổi các cái số mà chúng ta nhập vào từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Ở đây người ta gọi là mã hóa dữ liệu. Thì số 2 ở hệ thập phân sẽ được chuyển thành 10 ở hệ nhị phân và số 3 sẽ được chuyển thành 11. Bước thứ hai, máy tính nó sẽ thực hiện cộng hai cái số ở hệ nhị phân là 10 và 11 cho ra kết quả là 101. Bước này người ta gọi là thực hiện phép tính trong hệ nhị phân. Và bước thứ ba thì sau khi đã có kết quả nó sẽ đổi ngược trở lại từ hệ nhị phân sang hệ thập phân.
tức là 101 ở hệ nhị phân sẽ đổi thành 5 ở hệ thập phân. Bước này người ta gọi là giải mã kết quả hay là đổi kết quả từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. Thì đây là cách máy tính thực hiện một cái phép tính. Bài tập của phần luyện tập câu 1. Hãy thực hiện các phép tính sau đây theo quy trình hình 4.4. Quy trình hình 4.4 là quy trình thực hiện một phép tính trong máy tính mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở trên. Câu A. 125 cộng 17, đây là các cái số nguyên ở hệ thập phân. Bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đổi các cái số nguyên này sang hệ nhị phân nha. Như vậy 125 đổi sang hệ nhị phân là 1111101, 17 đổi sang hệ nhị phân là 10001. Bước thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trong hệ nhị phân. Phép tính cộng này sẽ cho ra kết quả là 10001110. Và bước thứ ba, chúng ta sẽ đổi ngược trở lại từ cái hệ nhị phân sang hệ thập phân. Tức là 10001110 đổi sang hệ thập phân là 142. Thì đây là cách thực hiện cái bài toán này. Tương tự như vậy, chúng ta thực hiện câu B, 250 cộng 175, thì chúng ta đổi sang hệ nhị phân ở đây, cộng các số ở hệ nhị phân ra kết quả là đây, và sau đó đổi ngược lại hệ thập phân là 425. Câu C cho ra kết quả là 187. Với cái bài tập số 2, chúng ta sẽ thực hiện các cái phép nhân nha. Thì chúng ta cũng làm như vậy. Thì với câu A, 15 nhân 6, chúng ta sẽ đổi sang hệ nhị phân. 15 là 1111 và 6 là 110. Chúng ta nhân hai cái số này ở hệ nhị phân cho ra kết quả là 101 1010. Sau đó chúng ta đổi ngược cái số ở hệ nhị phân này sang hệ thập phân là 90. Câu B cho ra kết quả là 99 và câu C kết quả là 500. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng. Câu 1. Em hãy tìm hiểu trên Internet hoặc các tài liệu khác cách đổi phần thập phân của một số trong hệ thập phân sang hệ đếm nhị phân. Ở phía trên chúng ta đã học cách đổi một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Phần này chúng ta sẽ học thêm cái cách đổi cái phần thập phân của một số thập phân từ hệ thập phân sang hệ nhị phân nha. Chúng ta lấy ví dụ ha, chúng ta đổi cái phần thập phân là 0,625 sang hệ nhị phân. Thì chúng ta sẽ nhân liên tiếp cái phần thập phân này cho 2 nha. Đầu tiên 0,625 nhân cho 2, chúng ta sẽ cho ra kết quả là 1,25. Với kết quả này chúng ta có cái phần thập phân là 0,25 và phần nguyên là 1. Chúng ta lấy phần nguyên chúng ta để đây ha. Cái phần thập phân 0,25 này chúng ta lại tiếp tục nhân cho 2, cho ra kết quả là 0,5. Với kết quả này chúng ta có cái phần thập phân là 0,5 và phần nguyên là 0. Đây, chúng ta để phần nguyên ra đây. Chúng ta lại lấy cái phần thập phân là 0,5 này, chúng ta tiếp tục nhân cho 2, cho ra kết quả là 1,0. Kết quả này nó có phần thập phân là 0,0 và phần nguyên là 1. Đây ha. Khi mà kết quả của phần thập phân ra là bằng 0 thì chúng ta sẽ dừng lại nha. Như vậy chúng ta có kết quả nó nằm ở cái cột phần nguyên này. Chúng ta lấy từ trên xuống dưới nha. Như vậy là 0,625 đổi sang hệ nhị phân nó sẽ là 101 nha. Đây, 0,625 sẽ là 101 trong hệ nhị phân. Đó là cách đổi cái phần thập phân từ cái hệ thập phân sang hệ nhị phân. Thế thì đổi nguyên một cái số thập phân chúng ta sẽ làm thế nào? Giả sử chúng ta có cái số thập phân là 19,625 thì chúng ta sẽ tách ra cái phần nguyên là 19 và phần thập phân là 0,625. Chúng ta đổi riêng từng phần nha. Sau đó chúng ta gộp lại. Như vậy 19,625 đổi sang hệ nhị phân nó sẽ là 10011,101. Trong đó 10011 chính là 19 trong hệ thập phân và 101 chính là 0,625 trong hệ thập phân. Câu 2 của phần vận dụng. Em hãy tìm hiểu mã bù 2 với hai nội dung. A. Mã bù 2 được lập như thế nào? B. Mã bù 2 được dùng để làm gì? Chúng ta biết mã bù 2 là một cái phương pháp được sử dụng để mà chuyển đổi các cái số nguyên có dấu sang hệ nhị phân nha.
Thế thì cái mã bù 2 nó sẽ được lập như sau. Chúng ta sẽ đảo tất cả các bit có trong số nhị phân, tức là đổi một thành không và ngược lại, sau đó thêm một vào kết quả vừa đạt được. Thì đây là cách chúng ta tạo ra cái mã bù 2. Chúng ta lấy ví dụ nha. Ví dụ chúng ta có cái số nguyên là âm 5. Thì số nguyên âm 5 này ở hệ thập phân sẽ được biểu diễn trong máy tính, tức là được đổi sang hệ nhị phân đấy, theo phương pháp bù 2 như sau. Bước 1 là chúng ta xác định cái số nguyên 5 ở hệ thập phân đổi sang hệ nhị phân, đó là các cái bit 0 0 0 0 0 1 0 1. Bước 2, chúng ta đảo tất cả các bit nhận được ở bước 1. Đây, đảo các bit này, bit nào là 0 thì chúng ta sẽ đảo thành 1 nha, và 1 sẽ đảo thành 0. Như vậy kết quả chúng ta có là 1 1 1 1 1 0 1 0. Bước thứ 3, chúng ta cộng thêm 1 vào kết quả thu được ở bước 2. Chúng ta cộng 1 vào cái dãy bit này, kết quả chúng ta sẽ có là 1 1 1 1 1 0 1 1. Thì đây chính là cái dãy bit mà biểu diễn cái số nguyên âm 5. Câu B, mã bù 2 được dùng để làm gì? Thì ở đây mã bù 2 thường được sử dụng để biểu diễn số âm hay là các cái số nguyên có dấu trong máy tính. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các cái nội dung của bài học số 4, bài học về hệ nhị phân và kiểu dữ liệu số nguyên. Chúng ta kết thúc bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Đừng quên like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.